Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nguyễn Công Phương bất ngờ bị loại khỏi U23 Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ Tiến Linh, Văn Toàn lọt vào tầm ngắm câu lạc bộ phía Nam. Chủ tịch FIFA gửi lời chia buồn đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Công an Hà Nội tiến sát kỳ tích vô địch ngay mùa đầu tiên. Nguyễn Công Phương bất ngờ bị loại khỏi U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đã chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. Chiều 13 tháng 8, tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan. Ở buổi tập này, đoàn quân áo đỏ có lực lượng xuất phát mạnh nhất với những sự bổ sung chất lượng như là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Đinh Xuân Tiến hay Lương Duy Cường. Đây là những cái tên đã tham dự SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Sau buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đã chốt danh sách xuống còn 26 cầu thủ tham dự U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. Trong bảng danh sách này xuất hiện những gương mặt quen thuộc mới được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam như Khuất Văn Khang của Viettel, Nguyễn Văn Trường, thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội, Phan Minh Duy, Nguyễn Vi Hoàng, Lương Duy Cường của SHB Đà Nẵng, Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa của BKMX Bình Dương. Bất ngờ đã xảy ra khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gạch tên tiền vệ trẻ Nguyễn Công Phương, người được giới chuyên môn đánh giá cao trong thời gian vừa qua. Theo kế hoạch, sáng ngày 14 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 8. Sau trận đấu với U23 Bahrain, đội sẽ di chuyển về tỉnh Rayong, địa điểm tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tại đây, U23 Việt Nam có thêm 4 ngày nữa để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng và chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận ra quân U23 Lào trong khuôn khổ bảng C. U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á là một tập hợp các cầu thủ nòng cốt, gồm phần lớn ở độ tuổi U20, kết hợp thêm một số cầu thủ U23. Đây cũng là đội Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Công an Hà Nội tính chiêu mộ Tiến Linh, Văn Toàn lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ phía Nam. Việc thay đổi cách thức tổ chức V-League khiến các câu lạc bộ chỉ có chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Tiến Linh sắp rời câu lạc bộ Bình Dương. V-League 2023 không phải một giải thành công với Tiến Linh. Tiền đạo này chỉ ghi được có 3 bàn thắng, đồng thời câu lạc bộ Bình Dương cũng chật vật trong cuộc đua chủ hạng. Kết thúc mùa giải này, hợp đồng giữa Tiến Linh và đội bóng đất thủ sẽ đáo hạn. Và theo tìm hiểu, nhiều khả năng chân sút sinh năm 1997 sẽ cập bến một câu lạc bộ mới trong mùa bóng tiếp theo. Điểm đến của Tiến Linh được cho là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nếu nhận lời, tiền đạo không Hải Dương sẽ nhận được khoản tiền lót tay hậu hĩnh lên tới hàng tỷ đồng, không thua kém thì các ngôi sao khác đã đầu quân cho đội bóng này như là Văn Thành, Tấn Tài và Văn Hậu. Đồng thời, mức lương tháng đang chờ đợi cũng sẽ giúp Tiến Linh lọt vào top những cầu thủ nội nhận lương cao nhất tại V-League. Đó là chưa kể đến việc đội bóng mới sẵn sàng để cho chân sút này hưởng toàn bộ thù lao từ các hợp đồng quảng cáo mà không cần phải chi trả phần trăm cho câu lạc bộ. Nếu sớm tìm được tiếng nói chung, các bên sẽ sớm chốt lại thương vụ này để chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo kế hoạch, từ mùa sau, V-League sẽ được tổ chức với thời gian vắt qua 2 năm giống như mùa giải bóng đá của châu Âu. Dự kiến, V-League 2023-2024 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm 2024. Việc chuyển giao này khiến các đội bóng chỉ có chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bởi thế, việc sớm chốt được các bản hợp đồng mới cũng là yếu tố quan trọng với câu lạc bộ. Văn Toàn sẽ trở lại V-League. Trong một diễn biến khác, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được cho là đang đưa tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vào tầm ngắm. Đội bóng của Văn Toàn với câu lạc bộ Seoulland Hàn Quốc có thời hạn đến hết mùa giải 2023. Bởi vậy, nếu muốn sớm có được sự phục vụ của chân sút này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chi nhiều tiền mua lại hợp đồng. Trước thông tin trên, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng tỏ ra khá thận trọng. Ông không phủ nhận nhưng cũng nhấn mạnh chưa thể khẳng định điều gì về tin đồn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có nhắm tới Văn Toàn hay không. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể trả lời ngay vào lúc này. Chúng tôi phải xem xét lại ngân sách, chờ thêm nhà đầu tư, nhà tài trợ. Chúng tôi sẽ có câu trả lời vào ngày 25 tháng 8. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết, trước đó một câu lạc bộ khác là Nam Định đã thông báo nhắm tới Văn Toàn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Hoàng Việt cũng nhấn mạnh đội bóng Thành Nam sẽ chờ tới khi Văn Toàn kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Seoulland mới tiến hành thương thảo. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn chiêu mộ thành công, câu lạc bộ Nam Định cũng phải chờ hết lượt về V-League 2023-2024 mới có thể sử dụng Văn Toàn. Chủ tịch FIFA gửi lời chia buồn đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chia buồn đến VFF, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và gia đình các thành viên câu lạc bộ tử nạn vì tai nạn giao thông hôm 12 tháng 8. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn liên quan đến các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong lúc khó khăn này, tôi cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ tai nạn đồng thời sẽ luôn sát cánh cùng VFF và các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ trên trang cá nhân khi biết được tin buồn.
chuyến xe chở 4 thành viên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chiều ngày 12 tháng 8 đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 14 đoạn qua Chibu, Gia Lai. Thời điểm đó, xe đang di chuyển hướng Đắk Lắk, Gia Lai trở về Đại Bản Doanh sau trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại giai đoạn 2 của V-League 2023 diễn ra vào ngày 11 tháng 8. Vụ tai nạn đã khiến huấn luyện viên phó đội 1 Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paulo Oliveira đã tử nạn không qua khỏi. Lái xe của câu lạc bộ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đau lòng khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam bàng hoàng và xót xa. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đây là mất mát rất lớn của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đồng thời kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh, chia sẻ và hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này. Trên trang cá nhân, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết: "Tôi xót xa trước vụ việc thương tâm liên quan đến sự ra đi của cầu thủ, huấn luyện viên và bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè. Hy vọng tất cả mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất mát này." Cựu huấn luyện viên Hoàng Gia Lai Guillaume Gracien nghẹn ngào khi nhắc về đồng nghiệp cũ: "Tiếc thương Dương Minh Ninh, xin được chia buồn cùng gia đình của bạn. Tôi không có từ nào để diễn tả cảm xúc. Cố gắng Hoàng Gia Lai." "Đau lòng, ba người anh em của tôi yên nghỉ nhé." Huấn luyện viên Kiel Isaac chia buồn. Các huấn luyện viên đã và đang làm việc ở Hoàng Gia Lai và từng sát cánh với trợ lý Dương Minh Ninh như Trịnh Duy Quang, Nguyễn Văn Đàn, Phù Đồng, Thạch Bảo Khanh của Viettel, Lương Trung Tuấn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng khi đón nhận thông tin. Công an Hà Nội tiến sát kỳ tích vô địch ngay mùa giải đầu tiên. Sau trận thắng Viettel 3-0, tân binh Công an Hà Nội đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch V-League 2023 khi có quyền tự quyết ở lượt đấu cuối trước Thanh Hóa. Từ hạng nhất lên hạng với phận tân binh đá V-League và vô địch ngay mùa giải đầu tiên, lịch sử bóng đá Việt Nam mới chỉ có Hoàng Gia Lai làm được năm 2003. Đúng 20 năm sau thì bóng đá Việt Nam chuẩn bị đón một tân binh làm được kỳ tích tương tự là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đánh bại Viettel 6 trận không thua, không thủng lưới. Các học trò của huấn luyện viên Flavio Cruz đã chơi trận đấu áp chót V-League tưng bừng với 3 bàn thắng vào lưới của Viettel. Đội có hàng thủ cứng nhất sau 6 trận đấu liên tiếp không để thua bàn nào sau chuỗi 4 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, không hiểu sao trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng và đồng đội ở hàng thủ trong trận đấu quyết định cho khả năng tranh chấp ngôi vị vô địch V-League đã chơi như mơ ngủ và để thua Công an Hà Nội đến 0-3 trong vòng 20 phút cuối của hiệp 1. Cùng lúc, đội dẫn đầu bảng Công an Hà Nội đại thắng Viettel, đưa cựu vô địch Hà Nội cố gắng níu kéo hy vọng theo đuổi đối thủ của mình khi đánh bại chủ nhà Thanh Hóa 3-1. Như vậy, trước vòng đấu cuối của V-League, Công an Hà Nội đang hơn Hà Nội 2 điểm, 37 so với 35, hiệu số là 32 so với 20. Ở lượt đấu cuối, chỉ cần thắng Thanh Hóa là các cầu thủ Công an Hà Nội sẽ đăng quang bất chấp nỗ lực của đối phương. Giả sử Công an Hà Nội có trận thua cuối trước Thanh Hóa, đồng thời Hà Nội đánh bại Viettel thì đội bóng của Bầu Huyền giữ ngôi vô địch. Trong trường hợp Công an Hà Nội hòa khách Thanh Hóa, nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội đá cùng 17 giờ trên sân Mỹ Đình ngày 27 tháng 8 sẽ phải thắng Viettel 7 bàn mới xóa được ngôi. Đây là khả năng không tưởng và gần như Công an Hà Nội chỉ còn chờ tiếng còi trọng tài kết thúc cuộc chơi là lên ngôi vua V-League ngay ở mùa giải đầu thăng hạng. Tái lập thành tích Dream Team của Hoàng Gia Lai. Cách đây 20 năm, Hoàng Gia Lai là tân binh V-League, nhưng ngay mùa giải đầu tiên dự giải chuyên nghiệp đã có một đội hình Dream Team là niềm mơ ước của nhiều đội bóng. Ngoài trừ bộ ba của Thái Lan gồm Kiel Tisak, Dusit và Chu Kiat, Hoàng Gia Lai còn thu hút nhiều tài năng của các đội mạnh khác về phố núi như là Văn Sĩ Hùng, Hữu Đàng, Phi Hùng, Quang Trường, Mạnh Dũng, Việt Thắng, thủ môn Võ Văn Hạnh. Kỳ tích của một tân binh ngay đầu mùa giải đầu tiên có đội hình Dream Team và vô địch quốc gia 20 năm sau sắp được tái lập bởi một Dream Team Công an Hà Nội. Đội bóng mà mùa giải hạng nhất năm ngoái còn được Bầu Đức và Bầu Hiển hỗ trợ lực lượng để thăng hạng với cái tên là Công an Nhân dân thì năm nay khi đổi tên là Công an Hà Nội đã thu hút rất nhiều tinh binh, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh xuất sắc. Thậm chí là sang giai đoạn 2 của V-League, sau khi nhập thêm những ngôi sao xuất sắc như Philip Nguyễn và Quang Hải, đội sẵn sàng cho đi các cầu thủ về tăng cường cho các câu lạc bộ Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, VFF như Tô Văn Vũ, Patrick Lê Giang, Huỳnh Tấn Tài hay Phạm Gia Hưng. Nghe đến những cái tên trong đội hình tân binh Công an Hà Nội có giá trị chuyển nhượng và lương rất cao như là Văn Thanh, Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Văn Đô và các ngoại binh chất lượng như là Sasset, Gustavo, John Clay. Sang đến giai đoạn 2 tăng cường thêm Philip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải. Rõ ràng đây là một dream team với dàn hỏa lực mạnh, không cho những đối thủ cạnh tranh cơ hội nào. Sau hai trận có tính bước ngoặt, thắng câu lạc bộ tranh chấp trực tiếp là câu lạc bộ Hà Nội và Viettel, đội bóng của Hà Nội đã chính thức phất cờ lên ngôi vị vô địch. Hai đội giành lần lượt huy chương bạc và đồng, nhiều khả năng là câu lạc bộ Hà Nội và Viettel.